các bạn có đồng ý với Tuấn đó, đó là có nhiều cái tấm hình mình nhìn vô một phát là mình hiểu liền nhưng mà cũng có rất là nhiều tấm hình mình nhìn mãi thì mình mới hiểu mãi ở đây có nghĩa là sau khi các bạn xem cái tấm ảnh đó xong thì các bạn phải đi tìm kiếm 7749 những cái thông tin ngoài lề thông tin phỏng vấn về tác giả về năm sinh cuộc đời của tác giả hoặc là mình phải đọc những cái bài phân tích về cái tấm ảnh đó thì mình mới hiểu được tấm ảnh nhưng mà giả dụ như đó là hên Còn nếu như mà xui Mình không có tìm được những cái thông tin liên quan về tấm ảnh vậy Thì có một cái bước nào đó Để giúp cho mình có thể Đọc hiểu phân tích được hình ảnh hay không Thì hôm nay thì cái video này sẽ hướng dẫn cho các bạn Cái chuyện đó nha Thì đây là bốn cái bước giúp cho các bạn có thể phân tích được ảnh. ở cái bước đầu tiên của mình là xem ảnh thì mình phải nhìn ngắm ảnh nè và xem coi thử là trong ảnh có cái gì và cảm nhận ban đầu của mình về tấm ảnh ra sao. nó có để lại cho mình cái ấn tượng gì không? mình thích hay là mình ghét nó và khi mà mình chưa có bất kỳ một cái thành kiến nào hay là mình chưa tiếp nhận một cái thông tin nào ngoài lề về tấm ảnh thì coi thử là mình hiểu được ảnh bao nhiêu. khi mà mình quan sát mình xem ảnh thì mình nhớ là mình phải thưởng thức nó nha. cứ từ từ mình xem xong đã rồi bắt đầu mình mới đi tìm hiểu những cái thông tin khác ngoài lề về nó sau. Đây thì tuấn có sẵn một cái tấm ảnh để minh họa. Đây là bước xem ảnh hả? Thì khi xem thấy cũng hơi sợ nhưng mà cũng thấy cuôn cuốn là bởi vì ít thấy cái cảnh tượng này lắm. Thì xem thì thấy là cái lớp cảnh trước là cái lớp mà có cái hình đồng hồ thì nó rõ, còn phía sau ông cụ thì có vẻ bị mở thì các bạn nhìn vào cũng biết là chuyện gì đang xảy ra đúng không rồi thì bước đầu tiên đã hoàn thành các bạn thấy dễ không tiếp theo mình cần làm là mình bắt đầu mình mô tả mình liệt kê ra những cái gì mà mình thấy ở trong ảnh và bắt đầu mình tìm hiểu những cái thông tin ngoài lề của tấm ảnh ví dụ ở trong cái bước này càng tìm được nhiều thông tin thì càng tốt nó sẽ giúp cho mình có nhiều căn cứ để mình có thể đọc hiểu được hình ảnh một cách dễ dàng hơn rồi tiếp tục quay trở lại với lại cái ví dụ của mình ở bước này thì các bạn chỉ cần nhìn thấy trong hình có cái gì thì các bạn liệt kê ra thôi thì ở đây thì mình dễ thấy là có một cái ông cụ đang hấp hối trên mũi ống thì đang gắn một cái ống thở oxy còn ở cái lớp tiền cảnh của mình thì mình thấy có một người đang đeo một cái đồng hồ casio điện tử có vẻ như người này là đang canh giờ ha mình thấy được con số trên mặt đồng hồ điện tử luôn thì đây chính là cái bước mô tả ha mình liệt kê ra những gì mà mình thấy ở trong cái tấm hình thì đây thì tuấn chỉ muốn ví dụ đơn giản cho các bạn dễ hiểu thôi còn nếu mà mình tiếp tục mình tìm những cái thông tin này thì mình sẽ biết được là tấm ảnh này có tựa đề là gì ai chụp và nó thuộc về cái dự án nào khi mà mình đã trải qua cái quá trình là xem ảnh này, mô tả tấm ảnh thì bây giờ là cái lúc mà quan trọng nhất để mình có thể hiểu được tấm ảnh thì nó sẽ có một cái bước tiếp theo đó chính là diễn giải ở trong cái bước diễn giải này thì mình sẽ trả lời một cái câu hỏi đó là những cái thứ mà mình vừa liệt kê ra những cái thứ mà mình nhìn thấy ở trong tấm ảnh thì nó có nghĩa là gì nó biểu đạt cho cái gì và có những cái điểm nào mà mình chưa rõ về tấm ảnh hay là không ở lúc này thì mình đã bắt đầu mình suy ra được là nghĩa bóng hoặc là thông điệp của tấm ảnh rồi cuối thì mình nhìn vào tấm ảnh thì mình cũng biết được đây đó chính là những cái giây phút cuối đời của ông cụ mình thấy được là cái mặt đồng hồ cái cánh tay của cái người đeo đồng hồ thì nó nét hơn so với lại ông cụ ở phía sau thì nếu như ai đã từng chứng kiến người thân của mình qua đời thì sẽ có một cái người canh giờ ha và coi thử là cái người thân đó ra đi chính xác vào lúc mấy giờ và chúng ta đã hoàn thành cái bước Thứ ba là bước diễn giải tấm ảnh Cùng là cái bước đánh giá Thì ở cái bước này thì mình chỉ cần xem xét Coi thử là cảm nhận của mình như thế nào Sau khi mà mình xem tấm ảnh Hoặc là mình rút ra những cái điều gì Những cái bài học nào cho bản thân và giá trị của tấm ảnh Thì nằm ở đâu Thì đối với lại cái bức ảnh này Thì nó gợi nhớ cho Tuấn lại cảnh của một cái người thân Lúc mà qua đời Lúc đó thì mình ngồi, mình canh giờ Mình đếm từng cái khắc một, từng giây phút một Và mình biết là người đó sắp ra đi và vĩnh viễn rời khỏi thế giới này các bạn đừng có quên, có nghĩa là sau khi mà mình phân tích xong tấm ảnh thì mình hãy so sánh lại so với lại những cái suy nghĩ ban đầu ở cái bước một là cái bước xem ảnh của mình thì thực sự là khi mà mình chỉ nhìn một cái tấm ảnh không thôi, mình chưa có đi tìm hiểu thông tin thì mình hiểu được bao nhiêu phần trăm của tấm ảnh thì đây chính là cái phần recap cuối cùng của cái video ngày hôm nay để mà phân tích ảnh thì chúng ta sẽ có bốn bước một là xem ảnh hai là mô tả ba là diễn giải và bốn là đánh giá và cái điều quan trọng nhất khi mà xem ảnh là chúng ta phải cố gắng tìm hiểu hết tất cả những cái thông tin liên quan đến tấm ảnh hoặc là dự án ảnh và bởi vì một cái tấm ảnh thì nó có rất nhiều cách diễn giải cho nên là chúng ta cần phải có hết tất cả những cái thông tin về tác phẩm về tác giả về tấm ảnh để chúng ta có thể suy luận một cách chính xác nhất và nhớ nha là suy luận chứ không có suy diễn thì đây, nó là cái tập đầu tiên của series phân tích ảnh và giới thiệu ảnh hay. Ở những cái tập tiếp theo thì Tuấn sẽ mang những cái tấm ảnh thú vị đến cho mọi người. Các bạn đón xem nha.